các bạn thân mến, ngày hôm nay Nu đang có mặt ở một lễ cưới đồng bào dân tộc Nùng rất là hay. Con đường và khung cảnh mọi thứ rất là tuyệt vời. Ở đây là thuộc xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn. Bây giờ xin mời các bạn đi vào trong lễ cưới nha. Nhà cô dâu các bạn, không biết là mọi người đang làm những ít khâu chuẩn bị gì cho bữa cỗ cưới ngày hôm nay các bạn. Thôi bây giờ mình đi vào nha. Đây các bạn, đây là con đường đi vào nhà của cô dâu. Ui, khung cảnh đẹp thôi rồi. Các anh em đang mổ lợn các bạn. Không biết là con này bao nhiêu kg đây. Em chào các anh nhá. Các bạn đã mổ lợn rất là sớm rồi các bạn ạ. Đây, cái khâu chuẩn bị các bạn. Tất cả mọi thứ tấp nập. Ôi rồi, đúng nghe phong cách của đám cưới. Đây toàn bộ cái phần nội tạng các bạn ạ, phần lợn. Hôm nay mình mổ bao nhiêu con đây các anh? 4-5 con gì đấy ạ? À, 4-5 con gì đấy à? Ừ, càng con, đấy nhỉ? Đi nhiều đấy. Phải từ 4-5 con. Mổ 1 con á. À vâng. À, trời ơi. Bây giờ mới là con khởi đầu. Khởi đầu. Khởi đầu có khoảng hơn 1 tạ nhỉ? Có 1 tạ 75 cân ạ. À. Ôi, 1 tạ mấy cơ? Chân to ngang chân trâu. Thôi tí nữa mình xem con lợn nó to như nào các bạn nhá. Không ăn cám đâu ấy nhỉ? Ăn cám thì ít thôi. Ít thôi nhỉ? Bằng như mình muối trong và như kiểu mì chính ấy cho nó thêm ngọt thôi chứ. Rồi rồi. Không có ăn cám như ngoài thành phố các bạn. Này. Ôi rồi. Ố cái này dày thế nhở? Mình thái dày nhỉ? Một lát nữa có phải thái lại không? Hả cô? Hả? Tí nữa phải thái lại không? Không. À. Cái này cho trâu rồi. À cho trâu à? Ừ, cái này cho trâu đi. Vâng. Có lợn rồi. À đấy ạ. Lợn thịt hết rồi nhỉ? Còn mua đấy, năm nay không nuôi được con nào. Dạ dạ. Đấy cái khung đạp cưới các bạn. Ôi dồi, rộng lắm. Trời thì đang làm lễ. Đây là món bí luộc anh nhỉ? Bí luộc. Món gọi là món bữa nháp buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Thầy thì đang làm lễ, một cái lễ rất là hay. Con lợn này tạ ba ấy. Tạ ba. Tạ ba chuẩn xác luôn. To nhỉ? To mà. Ui dồi con này. Một tạ ba là lợn phải nuôi hơn một năm ấy. Vâng. Đây thầy đang làm lễ các bạn ạ. Một cái lễ nghi của đồng bào dân tộc Nùng. Khi mà thì lợn đi mình phải làm cái nghi lễ này các bạn ạ. Đó. Thịt lợn để ăn đám cưới. Anh em đang cho cái phần nội tạng của con lợn xuống suối để làm các bạn ạ. Đây, suối đây các bạn. Suối đây có cá không anh? À đây ạ. Xong rồi đấy chưa? Cái phần nội tạng xong rồi đấy. Nhanh phết nhỉ, các anh làm hơi bị được ấy nhỉ. Uy tín nhỉ. Toàn các thợ làng này. Toàn tàu hàng to đấy. Tay nghề có hết. Tay nghề, cái nội tạng các bạn ạ. Đây, ui. Đi về đâu nhỉ? Đây. Tí lại một thêm vài con nữa nhỉ? Ba con. 4-5 con. 4-5 con, càng. Bây giờ cho cái nội tạng xuống đây làm sạch các bạn. Đó. Ở đây gần suối nhỉ? Gần suối đây là mọi thứ thuận tiện. Đúng rồi, mấy nước ở trong này như kiểu đồng nguồn rồi ấy. Sạch sẽ lắm. Có đây để quay đấy nhỉ các anh nhỉ? Có nhỏ nhỏ này. À có đây quay cho buổi chiều ấy. Chào anh nhá. Đây gà quế. Đây các bạn,
không gian ở trong bếp. Và đây là nội tạng, một chảo to như này, con lợn nó to khoảng hơn một tạ từng này các bạn ạ. Đây, ui rồi. Đây, đã quá. Không gian ở trong bếp các bạn, bếp củi. Nó cơm ăn sáng nhỉ. Đây, khói bay bay đấy nhỉ. Quay dưới nắng này bị được ấy các bạn ạ. Thời tiết này nóng rồi, mưa cũng khổ, nắng cũng khổ, mưa khổ mà nắng cũng khổ. Đó, các anh ở trong này toàn quay bằng than củi thôi, tận dụng luôn núi rừng. Ổi sen núi rất là ngọt. Nguy hiểm nhỉ. Nguy hiểm ấy. Nguy hiểm quá. Cháy lòng tay rồi. Cần chặt khổ chú nào. Bên đây. Không trang bạt là hơi bị căng. Không cần nấu. Giờ giữa này anh là hơi bị được đấy, trần này. À, ô ấy, tấm palo ok rồi. Giờ răng này chắc đốt bớt răng. Ngày rừng chị ăn ngô thôi. Mai nấu cháo chứ. Hôm nào chả nấu, hôm nào ăn thì hôm nay đang nấu rồi. Vâng. Làm đi em. Bắn muôn con đi em. Ô, chú này phải bắn muôn con. Hay đấy. Ngày xưa mấy bà nó làm đẹp lắm. Ngày xưa mấy bà làm đẹp rồi. Không biết sàng cái kiểu này rồi. Cái sàng làm thế nào mà nó lọc cái phần cái bé nó ra to nhỉ? Cái to nó ở trên. Đúng rồi. Thế này thôi, làm thế này thôi. Rồi. Ôi giời. Đấy một cái chậu. Chậu lọc. Lọc đây xem nào. Thầy chuẩn bị làm lễ xong rồi các bạn. Đây. Đây là cái lòng xe điếu đây các bạn. To. To như cột tay vậy nhỉ. Ăn cái miếng lòng này mới là ngon này. Ôi giời. Lấy cái vẻ mình to nha. Cứ thái thầy ra. À cái này gì ạ? Để làm thầy. À thì làm lễ thôi nhỉ. Ờ, làm một cái thủ tục ngày kia. Cái bát này xong mới thôi. Thầy mới được đi vào nhà. Vâng vâng. Thầy làm khoảng bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 10 phút thế này. 10 phút. Nhưng mà làm từ sáng rồi nhỉ? Từ sáng. Trong cảnh gì nào? Mình bắt đầu vào là thấy thầy làm rồi. Nó làm khoảng 2 tiếng nhỉ? Hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng. Ừ. Có thầy đây, ui dồi ôi cái món. Có thầy làm chung thì có khi không? 4 tiếng cái miếng lòng chắc thầy thầy trẻ vậy. Thầy mới mình có đầy đủ toàn bộ các bộ phận của lòng đấy. Có cả thịt luôn. Lòng đấy, thấy là lấy đôi đũa này cho thầy để thưởng thức à. Nó đi là thầy mời các cụ ấy nhỉ. Mời cụ à. Ăn. Đấy. Có ba ăn rồi chứ không mẹ. Chứ phải em này mà phải. Đây là hết đi. Cái trái con nó. Ui giời. Đùi to quá nhỉ. To quá. Đùi này, ui giời. Có một tạ nó phải khác kìa. Đùi nó tạ nó khác. Ôi dồi. Ở đây kho chứa thóc à. Ôi dồi. Đây, các cô này đang sàng thóc các bạn. Sàng gạo đây. Sảy gạo chứ nhỉ. Đây
đằng nào chả lên xấu hổ làm gì, rồi ôi nhá, không ngay không ngay ngày mai nhỉ. Này cái này là gạo thường nhỉ, không phải là gạo nếp đâu nhỉ? Gạo thường. Ừ. Hôm nay đổ xôi chứ các chị? Mai. Mai mới đổ xôi à? Ừ. À. Các cô gái ở đây tháo vát lắm nhá. Yeah. Món gì chả biết làm. Tạm đúng không? Ừ. Không biết làm máy đâu. Cô nào mà chuẩn bị lấy chồng là mình đã học từ rất là lâu rồi, chuẩn bị rồi nhỉ? Bây giờ không học rồi. À, bây giờ không học rồi. Thế nên ai học cũng cứ lấy về làm. Đúng rồi. Làm thôi. Đều tay à? Vâng. Đấy. Rồi. Mua mì cũng bị cẩn. Ôi ê, cái này cho vào máy thái nhanh hơn. À rồi. Mình cho vào máy nghiền luôn đi cho nó nhanh nhỉ chú nhà. Ờ. Máy nghiền răng ấy. Ê, ngon quá nhỉ. Ngon ngon. Lợn già này. Nuôi được con lợn to này là hơi bị lâu ấy nhỉ. Đâu? Con đấy chắc hơn 1 năm nhỉ. Không. Chưa đến ạ. Tháng. À đấy ạ. Tạ 3 cơ mà. 3. Cái này tạm lòng to ấy. Đúng rồi. Ngon nhỉ. Ừ, ngon. Lợn làng này khác nuôi ấy. Vâng. Lợn này nuôi được 9 tháng rồi đấy. 9 tháng. Ừ. Ui. Ngon lắm rồi nhỉ. Hồ ăn. Cái hồ ăn rồi. Nghĩa ăn xài rồi đi. Đây toàn chân giò. Chân giò biếu ấy nhở. Biếu. Ôi rồi. Chẳng hơn nữ để ăn ấy rồi áo bay hứa ăn ấy. Biếu chân to này là lại to đấy. Hả? Còn lợn to quá các bạn. À để cần đi lại rồi nè. Này. Ở bên thông gia thì mới được cái chân giò như này các bạn ạ. Thật là chỉ to mơ tặng bố cái đây trong áo này. Bố luôn. Chiến năm đi chiến này. Đây. Em lấy này. Sáu bảy cái chân giò quay đấy. Vâng. Cần quay nhá. Rồi. Đi mua thêm mấy cái xong rồi. Vâng. Các anh bây giờ chia cái thịt này và chỉ ra để mà làm cái món khâu nhục các bạn. Con này để quay đây. Quay chiều ăn bữa phụ anh nhỉ? Chiều nay ăn luôn nhỉ? Chiều nay chén luôn con này. Mai hai con nữa. Mai hai con nữa. Chắc là chiều nay quay luôn nhỉ? Vâng. À. Chiều tối. Thường là trên này người ta hay quay ban đêm ấy. Xong rồi sáng mai là mọi thứ là chỉ biết sắp xếp chặt ra thôi. Mang đi biếu à cô? To thế này cơ à? Tưởng mà đi biếu thật. Đấy. Phần thấy. Ôi dồi. Hà Nội tạng hết đúng lúc. Rồi tạng hết một các thứ. Các thứ xôi. Rồi này 4-5 cân đấy. Khoảng đến. Tầm quá. Ngay cái bên ba chỉ để làm món khâu nhục đây. À rồi. Không biết mất tổng gì. 13 cân. 13, 14, 13 cân rưỡi. Đấy cái miếng này làm khâu nhục thì ngon rồi. Còn lợn hơn 1 tạ các bạn. Thanh niên có khác. Sức khỏe là vô biên. Tay bạc đi bơi. Đấy dưới này rồi. Đấy đi. Con ra ngoài con. Dập. Con nào giữ cái này đi.
những cái món ăn bữa nháp các bạn buổi sáng ngày hôm nay. Bữa vào bữa sáng, bữa trưa, giờ chiều là sẽ lại tiếp tục quay mổ ba con nữa. Ui dồi ôi, đây là những cái món các bạn, thịt lợn và nội tạng của con lợn, chuẩn bị ăn sáng, ăn trưa, giờ chiều lại tiếp tục những cái công việc tiếp theo. Bây giờ là vắt mỡ các bạn ạ. Đây, úi dồi, mỡ nhưng mà chăn cơm ăn ngon thôi rồi các bạn ạ. Đây, con lợn thì sau khi vào hơn tiếng đồng hồ thì rất là vàng rồi, chờ chín nữa các bạn. Bố em ra lò để chặt chiều đây làm bữa phụ các bạn ạ. Rồi. Trời ơi, chín đẹp thế. Quá chín luôn các bạn. Đây, chú đang thử đồ chín. Rồi rồi. Rồi, bây giờ canh đây đâm các bạn, đâm để cho nó ngấm gia vị mọi thứ đó. Ôi rồi ôi, đây cái phần này thì đã được luộc xong rồi các bạn. Còn đoạn tiếp theo là đâm xong rồi là trao. Con to như này các bạn, con này con thứ hai, quay con này nữa nhở? Con này xong con nữa. Đấy, con này cũng khá là to đấy nhỉ, con này không biết là bao kg, ngang tầm một tạ nhỉ? Tầm 80-90 à, rồi gần một tạ. Ở trong này các anh quay về những con to khủng như thế cơ. Trời đang mưa, vừa mưa vừa nắng các bạn. Lệnh quay thì đang chập rồi các bạn. Đây. Đây bạn thân chào bạn. Oh. Đây là bạn thân chào. Bạn thân chào Nhẫn à? Vâng, vâng. Em là cụ dâu à, đúng không? Bạn này cụ dâu luôn. Bạn nào nữa? À, một bạn nữa à? Bạn chưa thấy mặt. À, chưa thấy mặt. Chưa biết cô dâu đang ở đâu. Anh giới thiệu ảnh mình rồi. Đấy, anh cứ quay cảnh. À, rồi. Đây là bạn cô dâu, còn đây chắc là bạn của cô dâu à? Nhờ. Bạn của cô dâu, bản thân. Đây các bạn. Đó. Mọi thứ đang chuẩn bị các bạn ạ. Mưa. Vừa mưa
vừa mưa lại vừa nắng. Ui rồi, đây các bác đang mổ thêm một con nữa để mà quay các bạn. To quá nhờ bạn này. Con là con thứ 5 rồi. Con thứ 5 rồi. Hay quá luôn. Vào bẫy luôn. Sập bẫy luôn à. Đây, tiếp tục mở em con này. Con em này. Con này chắc phải tầm 80 đến 1 tạ các bạn ạ. Đều nhau luôn. Không không này.